Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 5 của tháng 9 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ cái lịch gửi của cái chương trình tiền thực phẩm khẩn EA cho tháng 9 của năm 2022. Hôm bữa trước thì Ngọc có chia sẻ 12 nơi, cộng với 7 nơi là 19 nơi. Bây giờ Ngọc sẽ cộng thêm 9 nơi nữa. Quý vị, như vậy tổng cộng là cũng được 28 nơi rồi đó quý vị. Thì ở đây nếu như mà cô chú anh chị vẫn còn thắc mắc tiền EA là tiền gì á, thì Ngọc xin nhắc lại một chút xíu. Tiền EA gọi tắt là tiền thực phẩm khẩn, tiếng Anh á, thì nó là Emergency Allotments, tóm tắt lại, viết tắt lại là EA. Nó là một cái khoản tiền bonus, tức là một cái khoản tiền bổ sung cho những ai, những gia đình nào có lãnh chương trình SNAP. Chương trình SNAP hay còn gọi là chương trình Food Stamp, tem phiếu thực phẩm, hay là CALI thì gọi CalFresh đó quý vị. Như vậy nếu như tháng này quý vị có lãnh tem phiếu thực phẩm thì người ta sẽ bổ sung cho mình ít nhất là 95 đồng mỗi tháng, có thể là trăm mấy tùy theo cái hồ sơ của mình. Đó là cái chương trình hỗ trợ mùa dịch và rất là nhiều tiểu bang vẫn tiếp tục cho đến tháng 9 năm 2022, có 18 tiểu bang là đã ngưng rồi. Đó. Cho nên là nhiều khi nó sẽ tùy thuộc vào tiểu bang và tùy theo cái lệnh khẩn của tiểu bang nữa quý vị nha. Thì đầu tiên Ngọc xin nhắc lại cái danh sách mà hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ, nhưng mà Ngọc sẽ không có nhắc lại từng tiểu bang trong cái video này, Ngọc sẽ để trong cái đoạn sau. Đoạn đầu Ngọc sẽ chia sẻ những cái tiểu bang màu vàng: California, Delaware, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, New Mexico, New York, Ohio. Nào riêng với tiểu bang Delaware và Maryland thì Michigan chứ không phải Maryland. Riêng đối với Delaware và Michigan thì người ta có trong cái danh sách đã được approve, nhưng mà cái lịch gửi á thì Ngọc không có tìm được cái lịch gửi. Khi Ngọc bấm vào để tìm cái lịch gửi thì cái trang đó nó bị lỗi. Cho nên là Ngọc sẽ cập nhật sau nếu như mà cái trang đó nó hoạt động trở lại quý vị nha. Riêng đối với tiểu bang California thì tiền thực phẩm khẩn EA của tháng 9 cho tiểu bang California sẽ được gửi ra vào tháng 10, cụ thể là vào ngày 15 của tháng 10. Tiếp theo thì chúng ta thấy tiểu bang Illinois cũng có cái lịch gửi rất là chi tiết. Người ta nói rằng dao động từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 của tháng 9. Người ta nói rằng á là nếu như mà quý vị ở Illinois thì cái case number bắt đầu từ số 1 đến số 4 thì sẽ gửi ra vào ngày 29 tháng 1. Case number bắt đầu từ số 5 đến số 9 mà quý vị nhận tiền vào ngày 1 đó, thì tiền thực phẩm khẩn sẽ được gửi ra vào ngày 22 của tháng 9. Và tiếp tục như vậy, nếu như mà quý vị lãnh cái tiền SNAP bình thường của mình vào ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, 7, 8, 9, ngày 10 đến ngày 20 á, thì tương tự như vậy họ sẽ gửi ra khoảng đâu đó là 20 ngày sau đó. Ví dụ như là người ta sẽ gửi ra dao động từ ngày 23 đến 29 của tháng đó. Nào quay trở lại của tiểu bang California thì quý vị thấy mỗi tháng như vậy, riêng đối chương trình thực phẩm khẩn thôi đó, thì Cali đã phải gửi ra khoảng 483.225.000 cho cái tiền thực phẩm khẩn. Quý vị tưởng tượng như mỗi gia đình ít nhất là 95 đồng mỗi tháng, và Cali có khoảng 2.7 triệu gia đình đang hưởng cái chương trình SNAP. Cho nên là mỗi tháng như vậy Cali chi ra rất là nhiều cho chương trình này, cũng như là những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ khác. Louisiana thì quý vị thấy á, có 65 triệu à, Cali tới 400 mấy chục triệu. Louisiana thì tiền thực phẩm khẩn của tháng 9 năm 2022 sẽ được gửi ra theo kế hoạch vào những cái ngày như sau: ngày 3 của tháng 9, ngày 10 của tháng 9, 17 tháng 9 và 24 của tháng 9. Tiếp theo là Maryland. Maryland thì người ta nói rằng cái tiền thực phẩm khẩn của tháng 9 sẽ được gửi ra vào tháng 9, dao động từ ngày 1 đến ngày 30 của tháng 9. Maryland hình như là tháng nào như tháng đó thôi quý vị. Tiền của tháng nào thì gửi ra tháng đó, nhưng mà người ta không có đưa ra một cái ngày cụ thể nào đó, mà người ta nói rằng là nguyên cả tháng. Ví dụ như là tiền thực phẩm của tháng
8 thì gửi ra từ ngày 1 đến ngày 31 của tháng 8, tháng 7 thì gửi ra từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 7. Đó, cho nên là quý vị xem thử, quý vị hãy cho Ngọc biết thử tiền nó có vào đúng ngày của mỗi tháng không quý vị nha. Rồi bây giờ tiền của New Mexico thì sao? Tiền thực phẩm khẩn EA của tiểu bang New Mexico vào tháng 9, tiền của tháng 9 của tiểu bang New Mexico thì sẽ được gửi ra xuyên suốt tháng 9 từ ngày 1 đến ngày 30. Như vậy tùy hồ sơ, có thể hồ sơ của quý vị sẽ lãnh vào ngày 2, có thể hồ sơ của chị 7 sẽ gửi vào ngày 29, có thể hồ sơ của cô 8 sẽ gửi vào ngày 20 của tháng 9 chẳng hạn. Nếu quý vị tùy theo. New Mexico thì chỉ có 39 triệu thôi. Cali tới 400 mấy chục triệu, quý vị thấy một cái sự chênh lệch rất là nhiều. New York State. Nào, New York State thì người ta sẽ chia ra làm hai khu vực. Khu vực của thành phố New York và khu vực của những cái nơi khác của tiểu bang New York. Thành phố New York thì người ta nói rằng tiền EA của tháng 9 sẽ được gửi ra vào ngày 16 đến ngày 29 của tháng 9. Và khi mà người ta gửi ra như vậy thì tiền sẽ vào cái ngày tiếp theo. Ví dụ như ngày 18 người ta gửi ra thì ngày 19 tiền sẽ về tài khoản của mình. Rồi những cái khu vực còn lại của tiểu bang New York thì sẽ gửi ra vào ngày 12 đến ngày 15 của tháng 9 và tiếp sau đó là ngày 18 đến ngày 22 của tháng 9. Và tương tự như vậy, cứ ngày này gửi thì hôm nay người ta gửi thì tiền sẽ về tài khoản của mình vào ngày hôm sau, cách một ngày. Thì quý vị thấy rằng cái con số của tiểu bang New York, tiểu bang New York thì có 1.6 triệu người lãnh cái chương trình EA này, và mỗi tháng như vậy họ chi riêng cái tiền thực phẩm khẩn là 234 triệu. Cali là 2.7 triệu người lãnh cái chương trình SNAP, cho nên là tiền EA cũng được luôn. Đó, quý vị thấy rằng là New York khoảng một nửa của Cali đó quý vị. Một nửa tiền, còn cái hồ sơ thì cũng trên là 2.7 triệu. Với 1.6 triệu, trên là khoảng 1 triệu người. Tiểu bang Ohio thì người ta không có... tiểu bang Ohio thì người ta nói rằng là tiền thực phẩm khẩn của tháng 9 của tiểu bang Ohio sẽ được gửi ra vào ngày 28 của tháng 9. Quý vị nha. Còn riêng đối với những hồ sơ nào mà mới được approve, mới được chấp thuận, mới được chuẩn thuận thì có thể là người ta sẽ gửi ra sau. Rồi những cái nơi còn lại thì Ngọc xin chia sẻ nhanh như thế này. Alabama sẽ gửi ra vào ngày 29 và tiền về ngày 30. Colorado thì gửi ra từ ngày 9 đến ngày 15. Kansas thì gửi ra từ ngày 22 đến ngày 31 của tháng 10. North Carolina thì gửi ra 10 ngày của tháng 9, bao gồm ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 của tháng 9 và ngày 1 của tháng 10. South Carolina thì sao? South Carolina thì người ta cũng dao động đối với ngày 1 đến ngày 19 và có thể là đến ngày 31 luôn nếu như mà hồ sơ của mình mới được approve. Utah thì ngày 24 của tháng 9 người ta sẽ gửi ra ấn định một ngày thôi. Oklahoma thì gửi ra từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng 9. DC thì nguyên cả tháng, người ta nói rằng là cái lịch gửi bình thường tiền SNAP như thế nào thì cái tiền EA sẽ về như thế đó. Hawaii thì tiền của tháng 9 sẽ được gửi ra vào ngày 10 tháng 10. Maine, tiền của Maine là tiền của tháng 9 sẽ được gửi ra vào ngày 9 của tháng 9. New Jersey thì tiền của tháng 9 sẽ được gửi ra vào ngày 1 đến ngày 5. Như vậy New Jersey là đã gửi rồi đó quý vị, hôm nay là ngày 5 rồi. New Hampshire thì gửi ra ngày 1 và ngày 16 của tháng 9 và tiếp theo đó là ngày 21 của tháng 9. Oregon thì gửi ra thành 3 đợt, ngày 12 tháng 9, 29 tháng 9 và ngày 3 của tháng 10. Pennsylvania thì gửi ra vào những cái ngày sau đây của tháng 9, 16 tháng 9, 17 tháng 9, 20, 21, 22, 23, 24 của tháng 9, rồi 27, 28 và 29 của tháng 9. Rhode Island thì gửi ra vào ngày 3 tháng 9, tức là họ đã gửi rồi. Virginia thì ngày 16 tháng 9, 16 mỗi tháng thì Virginia sẽ gửi tiền về.
Washington State thì họ nói rằng là khoảng đâu đó là vào từ đầu tháng đến ngày 20 của tháng 9. West Virginia thì ngày 6 của tháng 9 và một cái đợt gọi là đợt final run là ngày 12 của tháng 10. Wisconsin thì vào ngày 17 của tháng 9. Nhưng mà nếu như họ sót hồ sơ nào thì họ sẽ gửi ra vào ngày 12 của tháng 11. Wow, lâu quá không vậy? 12 của tháng 11. Đó là những cái tiểu bang, những cái nơi mà Ngọc muốn cập nhật cho quý vị về tiền thực phẩm khẩn, và hy vọng quý vị ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh quý vị. Chúc quý vị có một ngày lễ vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Have a nice day everyone. Bye bye.